Wow, các bạn ơi, đây mình phát hiện ra đây. Đây là một hội chợ cá các bạn ạ. Wow, một hội chợ cá luôn các bạn ạ. Quá nhiều cá luôn các bạn ạ. Đây có hai con cá sấu làm trọng tài luôn các bạn ạ. Ấy, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây, mình phát hiện đây một con cá này. Wow, một con cá này nằm trong chiếc cốc màu xanh các bạn nhá. Ấy, con cá này rất đắt, phải đặt giải ba các bạn ạ. Ấy, cho vào đây nhá. Con cá này da hơi đen các bạn ạ. Ấy. Đây các bạn ơi, đây mình phát hiện đây hai bạn cá này nữa này các bạn ơi. Hai bạn cá này cũng đi hội thi này, một con màu xám và một con màu đỏ. Đỏ lưng, màu trắng, đỏ lưng các bạn ạ. Ấy, cho vào đây. Đây các bạn ơi, mình phát hiện ra ở một cái chỗ này nó có một cái máng nước chảy này. Wow, đây các bạn ơi, đây mình phát hiện một con cá này, một con chép vàng này. Wow, con cá chép vàng quá đẹp luôn các bạn ơi. Wow, con cá chép vàng này quá đẹp luôn. Wow, đây một con cá chép vàng nữa này đây, một con cá chép xám các bạn nhá, cá chép xám đuôi dài các bạn nhá. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Đây các bạn ơi, một con cá chép nữa này các bạn ơi, một con cá chép không vảy đuôi dài các bạn nhá. Wow, con này quá đẹp luôn các bạn ạ. Wow, các bạn ạ, máng nước hôm nay quá nhiều cá các bạn ạ. Ấy. Ôi các bạn ơi, đây mình phát hiện này, hai con tôm này. Wow, hai con tôm này nó không chịu bò xuống các bạn ạ. Ấy, bò đi. Wow, nó cắm nhau nó xuống này. Wow, hai con tôm nó bò xuống các bạn thấy không? Quá đẹp luôn các bạn này. Ấy, con nhanh không? Con chép nó chém này. Con cá chép nó đẩy xuống. Wow, con chép trắng nó đẩy xuống các bạn. Nó đẩy hai con tôm xuống này các bạn. Ấy, cho đấy nha các bạn nha. Ấy. Wow, con cá chép vàng này các bạn ơi. Wow, ấy, một con cá chép này quá đẹp luôn, cá chép này màu cam nhạt các bạn ạ. Wow, cá chép quá đẹp luôn các bạn. Ý, quá đẹp luôn. Wow, các bạn ơi, mình phát hiện ra hai con, một con chép đuôi dài màu trắng bạch kim và một con cá chép xám các bạn ạ. Wow, hai con này quá đẹp luôn các bạn. Wow, các bạn ơi, đây mình phát hiện một quả bóng này. Wow, bên trong quả bóng là có gì không các bạn? Mở xem nào. Wow, ba con cá lục bình luôn các bạn, hai con màu cam, một con màu trắng các bạn nhé. Ui, giờ mình đổ vào đây nhá. Ui, thấy các bạn ạ, cái máng nước này quá nhiều cá luôn các bạn ạ. Đây các bạn ơi, mình phát hiện ra hai con rùa này, một con rùa to, một con rùa bố, một con rùa con này, hai con này, bò xuống đi, và một con cá chép này. Wow, một con cá chép này, các bạn ạ, một con cá chép màu xám các bạn ạ. Wow, màu xám đuôi dài các bạn ạ, với hai con rùa bố mẹ, bố con. Wow, hai con rùa này quá đẹp luôn các bạn. Đây mình thấy một con cá chép này, một con chép vàng đuôi dài nha các bạn nhá. Wow, con cá chép cũng rất đẹp các bạn ạ. Ui. Đây mình vừa phát hiện nó một con cá coi này các bạn ơi. Wow, con cá coi này quá đẹp các bạn ạ. Cá coi này đốm rất đẹp các bạn ạ. Ui. Đây mình phát hiện một con nữa này. Wow, một con cá coi nha, con cá coi này màu trắng nha, màu trắng đốm đầu các bạn ạ, đốm đỏ các bạn ạ. Con cá này quá đẹp luôn, quá đẹp, quá tuyệt vời đúng không ạ. Đây phát hiện hai con nữa này các bạn ơi. Wow, một con chép không vảy đuôi dài nhá và một con cá coi. Đấy, một con cá coi màu sáng các bạn nha. Wow, hai con cá này quá đẹp luôn các bạn ạ. Wow, này cá tham nước thần kỳ nó quá nhiều. Xuống đi cá ơi, có cá xuống đi. Wow, xuống đi. Ôi, mình phát hiện hai con nữa này các bạn ơi, hai con cá ba đuôi nhỏ này các bạn ơi, một con màu đen đốm vàng và một con màu vàng đốm xám các bạn ạ. Ấy, cho vào đây. Ấy. Wow, các bạn ơi, mình phát hiện ra ba con, bốn con các bạn ạ. Bốn con cá ba đuôi luôn các bạn ạ. Wow, bốn con cá ba đuôi quá đẹp các bạn ơi. Ấy, quá hùng vĩ, quá tuyệt vời đúng không ạ? Ấy, cho vào đây luôn. Wow, quá tuyệt vời luôn. Wow. Wow, các bạn ơi, đây một con cá này, một con cá chép này, một con cá chép bạch kim đuôi dài, quá tuyệt vời, quá đẹp luôn các bạn ạ. Wow, con cá chép bạch kim quá đẹp luôn các bạn ạ. Wow, một con cá ba đuôi nữa các bạn ơi. Wow, một con cá ba đuôi này, con cá ba đuôi bé các bạn ạ. Con cá ba đuôi tuy bé nhưng rất duyên dáng, rất tuyệt vời, rất đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, cho vào đây. Đấy. Wow, mình phát hiện hai con nữa này, ba con luôn này. Wow, một con cá chép ba đuôi này và hai con ba con cá ba đuôi các bạn ạ. Một con màu vàng, con màu xám và một con màu đen nhá, có đốm tí đỏ các bạn ạ. Wow, ba con cá này quá tuyệt vời. Đấy. Wow, các bạn ơi, đây mình phát hiện này, một con cá chép đuôi dài màu xám, một con cá ba đuôi các bạn ạ. Ui, hai con này quá tuyệt vời, quá đẹp luôn. Wow, hai con cá ba đuôi. Wow, mình phát hiện hai con cá ba đuôi này bụng như cái trống các bạn ạ. Wow, hai con cá ba đuôi này chiến thắng rồi. Ui, quá đẹp luôn. Wow, phát hiện hai con cá ba đuôi này các bạn ơi, hai con cá ba đuôi quá tuyệt vời luôn này. Hai con cá ba đuôi này quá đẹp luôn. Đấy, một con màu xám nhá, đốm tí. Ý, nào xuống đi. Wow, các bạn ơi, ba con cá ba đuôi các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Ba con cá ba đuôi này quá đẹp luôn, một con màu vàng, hai con màu trắng đốm đỏ các bạn nhá. Ui, quá đẹp các bạn. Ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, ba con luôn các
luôn, cá ba đuôi luôn các bạn ạ. Tôi đang được quá nhiều cá luôn. Wow, bốn quả ba đuôi này quá tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Wow, các bạn ơi, đây đây, mình phát hiện đây một con sắt cờ các bạn ạ. Ôi, con sắt cờ này rất hiếm các bạn nhá. Đấy, con sắt cờ này đúng là sắt cờ hoa hậu luôn các bạn ạ. Đấy, cho vào đấy. À, xuống đây. Wow, mình phát hiện một cá ba đuôi này. Wow, hai cá ba đuôi luôn các bạn ơi. Wow, hàng cá ba đuôi quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Hàng cá ba đuôi, một con to và một con nhỏ nha các bạn nhá. Đấy, một con thì có điểm đỏ, một con là màu cam các bạn nhá. Wow, các bạn ơi, đây đây đây, mình phát hiện ra một con cá chuối này. Wow, cá chuối này nó bơi ngược, các bạn thấy không? Wow, nó bơi ngược này. Đây đây đây, các bạn thấy không? Cá chuối này, con cá chuối này quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Wow, cá chuối này trên cờ tuyệt vời luôn các bạn. Ấy, cá chuối nó bơi ngược, cái dòng nước này này rất nhiều cá các bạn ạ. Ấy. Wow, các bạn ơi, mình phát hiện một con cá chuối này. Đấy, nó bơi đây 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 đây, các bạn thấy không? Wow, 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 đây rồi, một con chuối này, các bạn thấy không? Con chuối này quá tuyệt vời luôn. Wow, dòng nước này, dòng nước thần kỳ này, nó xuống quá nhiều cá các bạn ạ. Ấy. Wow, wow, các bạn ơi, đây mình phát hiện ra đây. Đây là một hội chợ cá các bạn ạ. Wow, một hội chợ cá luôn các bạn ạ. Quá nhiều cá luôn các bạn ạ. Đây có hai con cá sấu làm trọng tài đúng không các bạn ạ. Ấy, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây 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 đây, mình phát hiện đây một con cá này. Wow, một con cá này nằm trong chiếc cốc màu xanh các bạn nhá. Ấy, con cá này rất đẹp các bạn ạ. Ấy, con cá này chắc phải đặt giải ba các bạn ạ. Ấy, cho vào đây nhá. Cá này da hơi đen các bạn ạ. Ấy. Đây đây các bạn ơi, đây mình phát hiện đây hai bạn cá này nữa này các bạn ơi. Hai bạn cá này cũng đi hội thi này, một con màu xám và một con màu đỏ. Đỏ lưng, màu trắng, đỏ lưng các bạn ạ. Đấy, cho vào đây. Đấy. Đây đây các bạn ơi, đây mình phát hiện hai con nữa này. Wow, hai con này này. Wow, hai con cá này là quá đẹp luôn các bạn ơi. Hai con này là một con màu đỏ và một con màu trắng các bạn nhá. Đấy, hai bạn này để cũng đến đây đi thi đấy các bạn ạ. Đấy, cho vào đây luôn. Đấy. Đây 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 các bạn ơi, đây mình phát hiện đây các bạn ơi, ba bốn con nữa này, hai con lục bình này với một con cá ba đuôi màu trắng nha các bạn nhá. Đấy, đúng đỏ đấy, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây 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 các bạn ơi, đây mình đã phát hiện này nữa này, các bạn ơi, một con cá ba đuôi, hai con cá lục bình các bạn nhá. Wow, trong góc này hai con cá này, ba con cá này quá đẹp không các bạn ạ. Ấy, mình thả vào đây. Đây, một chiếc cốc lên đây. Wow, con này có một mình một ở một nhà đó các bạn, một bình một trong một cốc luôn các bạn. Con này, con này rất đẹp quá. Ấy, con này chắc được ưu tiên này các bạn. Con này chắc là wow các bạn ạ, mới đẹp này. Ấy. Đây. Đây các bạn ơi, đây mình phát hiện này. Wow, hai con tôm, một con cá ba đuôi các bạn ạ. Wow, quá đẹp luôn các bạn. Ấy, con cá ba đuôi này các bạn thấy không? Ấy, cho vào đây. Ấy, các bạn ơi, thấy hai con tôm đẹp không? Ấy. Hai bạn tôm này. Đấy, quá đẹp luôn nha. Đấy, bỏ ra đây.